Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York, Mỹ với các cáo buộc gian lận tài chính dân sự đã kết thúc phần tranh luận cuối cùng. Dự kiến tòa án sẽ công bố phán quyết đối với vụ kiện trong tháng này sau khi hoàn thành các thủ tục cuối cùng. Trong phiên tòa, cựu Tổng thống Trump khẳng định các báo cáo tài chính của tập đoàn Trump là hoàn hảo và tiếp tục cáo buộc phiên xét xử nhằm mục đích chống lại ông. Chúng tôi vô tội, công ty đã làm đúng, họ không có nhân chứng nào chống lại chúng tôi cả. Những gì chúng tôi đang điều hành là một công ty rất thành công. Đây là một cuộc săn lùng phù thủy chính trị nhằm can thiệp vào bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ cùng nhiều bị cáo khác, bao gồm hai con trai và các công ty của ông, bị cáo buộc đã cố tình thổi phồng giá trị tài sản lên hàng tỷ đô la Mỹ để được hưởng lợi các khoản vay và bảo hiểm. Dù chưa có phán quyết chính thức, nhưng dự kiến bản án sẽ mang lại bất lợi cho cựu Tổng thống Trump khi bao gồm việc tịch thu lợi nhuận bất chính, bồi thường thiệt hại, tiền phạt với các cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, gian lận bảo hiểm, gian lận báo cáo tài chính. Tổng số tiền phạt có thể lên đến 370 triệu đô la Mỹ với hình phạt cấm vĩnh viễn ông Trump và các thành viên gia đình kinh doanh tại New York. Các luật sư của ông Trump thông báo đã lên kế hoạch kháng cáo phán quyết của tòa án. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm nay vừa có chuyến thăm tới Ukraine. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Anh cam kết là sẽ tăng mức hỗ trợ cho Ukraine lên mức 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính tiếp theo, nhằm giúp cho Ukraine bổ sung vũ khí, bao gồm máy bay giám sát, máy bay tấn công tầm xa và máy bay không người lái trên biển. Dự kiến hai bên cũng sẽ ký một thỏa thuận hợp tác an ninh lịch sử nhằm cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh song phương. Theo thỏa thuận, Anh sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine như chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự, cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde cho biết lãi suất tại Eurozone đã chạm đỉnh sau khi tăng nhanh nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao trong năm ngoái. Bà Lagarde cũng khẳng định nếu chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát, đưa lạm phát về mức mục tiêu 2% thì lãi suất sẽ bắt đầu giảm. ECB dự báo trong năm nay lạm phát tại Eurozone sẽ ở mức là 2,7%, giảm xuống 2,1% vào năm 2025 trước khi còn 1,9% vào năm 2026. Tại cuộc họp cuối cùng trong năm ngoái, ECB đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay ở mức cao kỷ lục là 4%. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã cảnh báo tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 đang ở mức thấp kỷ lục khi mà số ca nhiễm đang gia tăng trở lại. Cụ thể, các nghiên cứu mới đây cho thấy chỉ có 19,4% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 trong năm qua. Dù không có số liệu chính thức, nhưng các quan chức y tế ở châu Âu cho biết tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp hơn so với các năm trước. Các chuyên gia khẳng định vaccine hiện vẫn là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng. Theo WHO, trong tháng 12 đã có 850.000 ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn cầu, tăng 52% so với tháng 11.